ra giờ nằm dài làm gì, công ty công công gửi email cho bọn 10 xu ra mà email bọn có thấy, công ty mà nói nhá. Xác định như thế rồi, giờ các ông có gọi là chửi, các ông có chửi chúng nó hàng 1 triệu lần chăng nữa thì chúng nó cũng vẫn éo, vẫn chơi dòng dài đấy nhá. Nên là các ông có than phiền những cái vối thôi nhá. Chúng ta là dân thường, cho nên là các ông có tham phiền đến 1 tỷ là cũng thế thôi, trừ phi các ông gửi email lên Liên Hợp Quốc, có khi họ nghe đấy nhá. Đấy là con điều cơ thế là cái bóng chảy. À, nhưng mà các ông nhìn nhá, chú ý này, cậu thấy bị không, đây là gậy bóng chảy đấy cậu, đây là gậy bóng chảy. Gậy bóng chảy công đấy, không ạ. Sao tôi hiểu tại sao lại đây lại là con gậy bóng chảy công ạ. Đấy công à, bịp một cái là gậy đấy nó tương đương với con gậy bóng chảy bình thường đấy. À, có thấy hay cái đỉnh chưa, có thấy đỉnh chưa. Bịp bợm thật sự. Và cuối cùng là con, và cuối cùng thì là định đạn đây. Thẩm du thật sự. Đấy. Đấy là đám Easter 23. Tiếp theo là bộ gì nhỉ? Beast 22 hay là Chupacabra đây. Đầu tiên là AVKS. Kể ra con này trông em cũng khá ổn đấy. Anaconda, à, cũng xin thông báo luôn, con Anaconda này là hàng liên thanh nhá, hàng liên thanh, không thể hốt. Cứ bỏ mẹ, hiểu vậy? Thôi, ô bỏ mẹ rồi. Từ từ đã. Sao tự nhiên lại drop IP, drop frame nhỉ? Cái mẹ VMP, nhà mạng VMPT của tôi đúng đang bị VMPT thật công ạ. Tự ấy xin lỗi các ông. Ơi